Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 10 đô đến từ sàn Binance các bạn. Thì chương trình này góp này nó chỉ random cho 20 winner may mắn các bạn. Thì đây là như là một chương trình trả lời câu hỏi. Thì để tham gia giám này các bạn cần click vào link mô tả. Thứ nhất mình các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance và KYC Level 2 các bạn. Sau đó thì các bạn nhấp vào cái link sự kiện link form này các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì full name thì các bạn ghi họ và tên của mình nha các bạn. Rồi các bạn ghi tên của mình các bạn, tại vì tiếng Anh nó thường thường ngược cho mình các bạn. Quỳnh Văn. Này là Quỳnh Văn. Rồi Văn Quỳnh chưa? Tại vì ở nước ngoài nó ngược cho mình các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên sàn Binance như thế các bạn, hoặc là địa chỉ email của tất cả các bạn được. Một này mới quan trọng nè các bạn, cái một UID trên sàn Binance nha. Thì các bạn copy cái UID mình nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ nhấp vào avatar của mình nha các bạn, rồi các bạn copy cái UID trên sàn Binance của các bạn nè, và cái email là cũng phải trùng với cái email đã đăng ký trên sàn Binance như thế các bạn. Rồi tiếp tục thì hỏi các bạn đến từ quốc gia nào nè. Thì các bạn chọn vào đây Việt Nam với mình nha các bạn. Phải chúng ta con chi. Rồi sau đó các bạn chấp nhận điều khoản, các bạn bấm tiếp nè các bạn. Rồi xuống đây các bạn chỉ trả lời câu hỏi thôi bạn. Mình thì câu hỏi mình đã có soạn cho tất cả các bạn hết trơn rồi. Câu 1 là A, câu 2 là ABC. Thì các bạn câu 1 là A nè. Câu 2 là ABC nè. Câu số 3 là gì ta? ACD. ACD nè. Câu số 4 là mình đã ghi lộn rồi bạn. Câu tiếp theo thì là nó tới 10 câu hỏi đó nghe bạn. Thì câu số 4 là AB. Câu số 5 là câu số 4 ACA. A C A. Tiếp tục thì A C A D A D nha các bạn. Để mình sửa lại các bạn. D A D. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình nhận 10 USDT 10 USDT đến từ sàn Binance đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.